Rộng 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 nhanh em. Đồ ma. Hay quá hay. Đây là đồ này. Bách phát bách trúng. Bỏ mình qua. Quá ngầu luôn. Luôn. Một con cuốc đồ à. Quá tuyệt vời. Cái đầu biết đâu. Đồ lúc mà nó bắt lìa lúc đó lìa ông tụi tôi không ra được luôn. Mà bắt xong giờ bị phá cụ. Mấy đàn cò nha đi. Giờ mình sẽ nhổ lông và nướng nó. May rồi. Có cái gì bả tôm không? Đồ lấy cái tôm đã có tôm có gì không rồi? Có chứ. Cái gì vô đem ăn đi. Tôi vô tôi ướp ké. Lấy dĩa này. Tôi đã cám rồi, tôi đã cám rồi. Cho mày cái này. Cái tô. Không. Gì sao cái tô mà? Rửa cái xô nhện cái đi bạn. Ủa. Để đợi nước nha. À mấy con bự đó đợi nước. Cái đó mình lấy cho mình cuốn tráng được không ta? Được. Còn hết nữa chứ. Được. Mày. Chết mẹ. 12. Cái bây giờ thấy đâu? Bị gì? Thành ốp rồi. Vậy dặm xé mày. Đây. Chưa dặm mà. Sau đây, cho. Xé. Chú qua xong. Đùng. Sao còn đã chết kìa. Tao đụng tay mày. Lấy giùm bị xé. Miếng chè này. Đưa qua xong mày. Cho con. Lấy nước lại. Lấy nước lại. Khí. Lấy nước sai. Cái thương kia. Rồi lấy miếng cho con. Lấy nước lại. Tráng này nó nước. Tráng này nước kia là nước. Nước đó mày. Dạ, bùng mát. Một giòn luôn hả? Được rồi. Đổi nhiều cho sôi. Giờ sao nướng anh Hòa? Giờ là mình nướng được. Chỗ khác mình nướng ta. Giờ cũng có dĩ sao nướng được. Tôi không xiên với giờ sao kia. Phải mình làm dĩ chứ là đâu. Được nè. Làm ấy. Được, lấy cái nắp xoong hả? Bật được cái nắp xoong lại. Bỏ vô lên. Bỏ luôn cái nắp. Điều nha. Bỏ luôn cái nắp. Chứ giờ cái xoong hấp kéo không rồi. Thank you.
Tôi thấy anh đoàn đem theo miếng chè xoan đi bài rồi. Cái kiểu nấu Tây Biên mà có một cái xoan phải đúng rồi, một con là mình chạy tao nói má mày có đi với thành niên này mày hết ngầu nó liếc liếc không tao này mới giờ mới điện thoại ra thâu con hai năm mới tốt thế này trai này nở lên anh. Thank you.
Thank you.